Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy là trong cái giai đoạn tăng trưởng chóng mặt ở cái thời điểm hiện tại của thị trường crypto, có rất là nhiều bạn đang thắc mắc về cái quỹ đạo tăng trưởng của nó. Theo một cái thời gian rất là dài mình theo dõi cái thị trường crypto thì mình cảm thấy là cái giá trị của đồng Bitcoin, cái giá của nó, cái chart cầu thị của nó không đi theo giống như những cái loại hình cổ phiếu truyền thống, mà nó đi theo giống như là cái đường cong logarit theo hàm mũ. Và ở trong những cái video gần đây nhất thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người một số những cái chỉ báo rất là hay, ví dụ như là chỉ báo P cycle top hay là chỉ báo đường cong logarit, để mọi người có thể có được những cái nhận định về một cái chu kỳ tăng trưởng dài hạn của cho Bitcoin, đúng không ạ? Tuy nhiên ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái công cụ khác, cũng mình thấy rằng là cái tỷ lệ chính xác của nó cũng rất là cao và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Thì cái công cụ này nó có tên là hệ số tỷ lệ vàng, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái hệ số tỷ lệ vàng của Bitcoin nó sẽ cho chúng ta những cái vùng kháng cự, những cái vùng hỗ trợ và cái target của Bitcoin nó có thể đạt đến là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì các bạn hãy theo dõi hết cái video này để có thể có được những thông tin này. Trước khi vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay, thì với những các bạn nào mà các bạn đang giao dịch margin, các bạn đang cần cái sự hỗ trợ từ mình, thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Telegram của kênh. Thì mình có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về phân tích kỹ thuật cũng như là về đưa tín hiệu, và mọi người nếu mà mọi người cần cái sự hỗ trợ thì mọi người có thể tham khảo cái nhóm này. Thì mọi người hãy để lại cái phần thông tin của mọi người ở cái phần form đăng ký và sẽ có admin liên hệ và add các bạn ở trong nhóm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Trở lại với cả cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay, thì như chúng ta đã tìm hiểu ở trong những cái video trước, trong suốt cái thời gian hình thành và phát triển của mình thì cái đồ thị giá của Bitcoin đã tuân thủ rất là tốt theo cái tỷ lệ vàng cũng như là theo cái dãy số Fibonacci. Và cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng ngày hôm nay thì sẽ chỉ rõ cho chúng ta cái điều này. Thì cái điều đầu tiên, như cái tên gọi của nó, thì cái hệ số tỷ lệ vàng nó là một cái công cụ xác định dựa trên những cái chỉ báo cơ sở, đó là đường di rời DMA 350 kết hợp với các cái hệ số bao gồm tỷ lệ vàng và cả dãy số Fibonacci nữa. Có lẽ là nhiều bạn thắc mắc rằng là cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng sử dụng cái chỉ báo cơ sở là đường trung bình động di chuyển DMA 350 thì nó cũng tương tự như là cái chỉ báo P-Cycle Top mà mình đã giới thiệu ở trong cái video bí mật trader số 79. Vậy thì hai cái chỉ báo này nó có gì khác nhau? Thì cái câu trả lời là có, hai cái chỉ báo này nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là chúng cùng sử dụng cái chỉ báo cơ sở là DMA 350, tuy nhiên thì chỉ báo P-Cycle Top chỉ cho chúng ta được những cái dự báo dài hạn có tính chu kỳ lớn của Bitcoin mà thôi. Như ở trong cái video trước là chúng ta cũng đã cùng nhau theo dõi và tìm hiểu rồi, đúng không ạ? Trong suốt cái quá trình hình thành và phát triển của Bitcoin cho đến cái thời điểm hiện tại thì chỉ báo P-Cycle Top chỉ phát huy tác dụng của mình có 4 lần mà thôi. Điều này cho thấy là cái chỉ báo P-Cycle Top cho chúng ta một cái dự báo về một cái chu kỳ rất lớn của Bitcoin. Còn cái chỉ báo mà mình đang cùng các bạn tìm hiểu trong video ngày hôm nay ấy, nó là cái chỉ báo mà sẽ cho chúng ta những cái dự báo về những cái diễn biến của Bitcoin trong một cái chu kỳ nhỏ hơn của thị trường. Ok, thì để mà chứng minh rõ hơn về cái sự khác nhau thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng. Thì nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn có thể thấy là tương đối là rắc rối, đúng không ạ? Bởi vì có rất là nhiều đường kẻ ở đây. Tuy nhiên thì cái điều mà các bạn cần quan tâm ấy, đó chính là cái đường màu cam này. Thì đây chính là cái đường cơ sở, đường DMA 350. Còn những cái đường khác là kết quả của việc chúng ta dùng cái giá trị của đường DMA 350 để mà nhân với tỷ lệ vàng và những cái con số trong dãy Fibonacci tạo thành một cái dải gồm nhiều lớp và với cái chu kỳ dài ngắn khác nhau. Nếu mà chúng ta lấy cái DMA 350 màu cam và nhân với giá trị của nó là 1.6 ấy, thì chúng ta sẽ tạo được một đường ở phía trên nó. Đường DMA 350 nhân 1.6 là cái đường màu xanh lá cây như các bạn có thể thấy ở đây. Và cứ như vậy thì chúng ta lấy cái đường DMA 350 nhân với 2, nhân với 3 thì chúng ta có thể tịnh tiến được các cái đường ở phía bên trên. Thì những cái đường này đều đã có sẵn ở trong cái trang web Look Into Bitcoin, hoặc các bạn có thể tìm thấy ở trên TradingView. Nếu mà nhìn qua thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là những cái đường này chính là cái cơ sở cho việc dự đoán những cái mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá của Bitcoin. Thì để mà chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ cùng đi sâu và phân tích để mà kiểm chứng lại những cái dữ liệu ở trong quá khứ là cho chúng ta thấy cái điều gì. Thì đối với cả đường DMA 350 nhân 1.6 màu xanh lá cây thì kể từ khi Bitcoin ra đời thì nó đã rất nhiều lần thể hiện là một trong những cái đường hỗ trợ tốt của giá, và đã rất nhiều lần giá tích lũy tại cái vùng 1.6 nhân DMA 350 và bật lên trước khi mà tạo ra những cái đỉnh cao mới trong lịch sử. Điển hình là chúng ta phải kể đến những cái lần test lại những cái vùng hỗ trợ trước đó khi mà hình thành cái đỉnh cao mới 2011, 2013 và 2017.
Và rõ ràng rằng là không chỉ mỗi cái đường DMA 350 × 1.6 mà như các bạn có thể trực tiếp quan sát và kiểm chứng thì các hệ số khác ví dụ như là 2, 3, 5, 8 đều hoạt động như một cái mức hỗ trợ và kháng cự trong cái suốt cái lịch sử của Bitcoin. Chỉ cần chúng ta quan sát vào những cái đường ví dụ như là DMA 350 × 1.6, DMA 350 × 2, DMA 350 × 3 thôi thì các bạn có thể thấy được là hầu hết mọi cái mức giá kháng cự và hỗ trợ lớn trong cái chu kỳ lịch sử của Bitcoin rồi. Nếu mà các bạn để ý kỹ một chút thì hoàn toàn có thể nhận ra rằng là những cái đỉnh của Bitcoin từ khi mà ra đời cho tới giờ là một chuỗi những cái lần chạm vào những cái đường trung bình là bội số của đường DMA 350. Tuy nhiên khi mà sâu chuỗi lại thì chúng ta thấy được đó là một cái chuỗi Fibonacci suy giảm. Cụ thể thì lần đầu tiên Bitcoin tạo đỉnh là vào năm 2011, đó là cái lần mà nó đã chạm vào cái đường DMA 350 × 21. Lần thứ hai là vào tháng 4 năm 2013, giá đạt đỉnh khi mà chạm vào đường DMA 350 × 13. Và sau đó thì đến cuối năm Bitcoin lại tiếp tục tạo đỉnh khi mà chạm đường DMA 350 × 8. Theo là đến cuối năm 2017 thì Bitcoin tạo đỉnh mới 20.000 đô khi mà chạm vào đường DMA 350 × 5. Như vậy là nếu cái việc dự đoán theo chu kỳ này là đúng thì đỉnh chu kỳ của thị trường tiếp theo sẽ ghi nhận ở ngưỡng là DMA 350 × 3, chính là cái đường màu tím ở trên biểu đồ này. Như vậy chúng ta sẽ phải cùng chờ xem là cái đỉnh của cái đợt uptrend này có thực sự là chạm vào cái đường màu tím hay không, để một lần nữa kiểm tra lại cái độ hiệu quả của cái chỉ báo này. Nếu mà chúng ta dựa vào những cái tài liệu ở trong quá khứ thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo được những cái tín hiệu được tạo ra từ cái chỉ báo này để mà đưa ra những cái chiến lược giao dịch cũng như là đặt các mức stop loss để mà quản trị cái rủi ro trong cái quá trình đầu tư của mình. Ở thời điểm hiện tại thì cái đồ thị giá cho thấy đã xác nhận xuyên thủng qua đường DMA 350 × 2 rồi. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là liệu trong thời gian tới giá nó có thể dừng chân và phản ứng lại với cả cái đường DMA 1.6 hay không. Nếu mà theo lý thuyết của cái chỉ báo hệ số vàng thì đây sẽ là một cái mức hỗ trợ khá là cứng mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên chú ý quan sát. Có một cái câu hỏi là bản chất của những cái đường này là gì mà lại có thể dự báo được trước những cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự Bitcoin trong một khoảng thời gian dài như vậy. Thì trên thực tế, những cái nhà phân tích họ vẫn chưa thể nào mà giải thích rõ ràng được là cái nguồn gốc sâu xa của cái việc tại sao giá lại thường xuyên tuân thủ theo những cái mức DMA như vậy, mà những cái chỉ báo này chỉ được tạo ra bằng việc quan sát và kiểm nghiệm những cái dữ liệu đã được hình thành trong quá khứ mà thôi. Một cái cách giải thích khác đó là nhiều người cho rằng là tâm lý của thị trường, sự lạc quan và bi quan của những nhà đầu tư chính là những cái yếu tố thúc đẩy các chu kỳ này của thị trường. Theo như các bạn đã biết thì tâm lý của thị trường có cái xu hướng là lặp lại theo một cái chu trình, đúng không ạ? Và nó thường biến động theo những cái hệ số rất khó lý giải của tự nhiên, chẳng hạn như đường tỷ lệ vàng chẳng hạn. Theo mình thì cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì đây là một trong những cái công cụ mình nghĩ là cũng khá hữu ích và chúng ta hoàn toàn có thể coi nó là một cái nguồn để mà chúng ta tham khảo cho những cái quá trình, những cái diễn biến của thị trường trong thời gian tới. Và chúng ta có rất là nhiều những cái chỉ báo khác được tạo ra từ cái chỉ báo tỷ lệ vàng, điển hình ví dụ như là P-Cycle Top mà mình vừa mới nhắc tới. Có những cái điểm khá là tương tự với cả cái chỉ báo này. Ở cái video trước thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người về cái P-Cycle Top rồi. Nó cũng được tạo nên bằng cách là sử dụng cái bội số nhân 2 của cái đường trung bình di chuyển DMA 350 cùng với cả đường trung bình di chuyển DMA 111. Ngoài ra thì nếu mà mọi người theo dõi những cái video dạy học của mình trước ấy, thì cũng có thể nhận thấy rằng là cái chỉ báo này có những cái nét rất là tương đồng với cả cái chỉ báo đường cong logarit. Thì trên thực tế cả hai cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng và đường cong logarit đều dựa theo cái quy luật của dãy số Fibonacci để mà có thể giúp chúng ta có thể dự đoán được những cái vùng giá và thị trường tạo đỉnh. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng là cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng thì sử dụng trực tiếp những cái con số trong dãy Fibonacci làm hệ số. Còn đối với chỉ báo của đường cong logarit thì nó lại sử dụng cái tỷ lệ Fibonacci để làm cơ sở. Do đó thì dễ dàng các bạn có thể nhận ra được rằng là cái tuần suất của cái giải đường cong logarit nó sẽ dày hơn so với các cái mức của chỉ số tỷ lệ vàng. Điều này sẽ làm cho cái chỉ báo đường cong logarit sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn so với cả cái hệ số tỷ lệ vàng. Do đó thì để mà dự đoán được những cái vùng kháng cự và hỗ trợ trong trung hạn thì mình nghĩ rằng là cái hệ số tỷ lệ vàng nó sẽ là cái lựa chọn tối ưu hơn cho mọi người. Còn để dự đoán những cái vùng kháng cự hỗ trợ, những cái vùng đỉnh trong ngắn hạn thì mình nghĩ rằng là đường cong logarit nó sẽ là cái công cụ phù hợp hơn. Các bạn có thể thấy là ba cái công cụ mà mình giới thiệu với mọi người đó là đường cong logarit, hệ số tỷ lệ vàng hay là P-Cycle Top đều là những cái công cụ có nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên thì ba công cụ này lại có cái hữu dụng trong những cái khung thời gian khác nhau, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đúng không ạ? Vậy nên là khi mà giao dịch thì tùy vào phong cách và chiến thuật của mọi người thì mọi người sẽ sử dụng những cái chỉ báo này sao cho hợp lý nhất. Trên thực tế thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp cả ba chỉ báo này để mà tăng cái độ tin cậy của cái tín hiệu được đưa ra. Nếu mà một vùng giá được hai hoặc ba chỉ báo này xác nhận là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thì cái độ tin cậy của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cả chỉ có một chỉ báo thôi.
Ok, trên đây là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người về cái chỉ báo hệ số tỷ lệ vàng của Bitcoin. Thì mình cảm thấy đây là một cái chỉ báo tương đối là thú vị và nó cũng rất là dễ dàng giúp chúng ta có thể xác định được những cái vùng hỗ trợ và kháng cự cho một cái, trong một cái chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin trong dài hạn, mọi người hoàn toàn có thể tham khảo. Tất nhiên là tất cả những cái chỉ báo nó không thể nào mà chính xác 100%, và mình chỉ đưa ra cho mọi người những cái thông tin để mọi người có thể qua đó chắt lọc và đưa ra được những cái định hướng riêng cho bản thân mọi người, để mọi người có thể có được những cái quyết định đầu tư chính xác nhất, đúng không ạ? Còn mỗi người sẽ có những cái quan điểm riêng. Có người cho rằng Bitcoin có thể tăng trưởng cao hơn nữa, có người thì cho rằng là mức 64.000 đã cái mức tối đa của Bitcoin có thể tăng trưởng rồi, và Bitcoin hoàn toàn có thể xuống dốc. Thì mỗi người một quan điểm riêng, mình chỉ đưa ra những cái dữ liệu để giúp mọi người có thể củng cố thêm cái niềm tin và cái quan điểm của mọi người mà thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.